VNI một năm nhìn lại. Năm 2019 là năm đáng nhớ với dấu mốc sự kiện quan trọng đánh dấu sự bứt phá của VNI. Ngày 15 tháng 11 năm 2019, doanh thu bảo hiểm toàn hệ thống đã vượt mức 1.000 tỷ đồng, đưa VNI gia nhập câu lạc bộ doanh nghiệp bảo hiểm nghìn tỷ. Đây cũng là thành quả kết tinh của sự nhiệt huyết, quyết tâm và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của ban lãnh đạo cũng như của hơn 1.018 cán bộ nhân viên VNI trên toàn hệ thống. Tổng doanh thu đạt hơn 1.400 tỷ đồng, trong đó doanh thu bảo hiểm đạt sấp xỉ 1.210 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 29% so với cùng kỳ. Thị trường phía Nam luôn được đánh giá năng động và còn rất nhiều tiềm năng, đặc biệt là thị trường bán lẻ cho các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ tập trung khai thác. Trong năm 2019, riêng khu vực Hồ Chí Minh bao gồm 6 đơn vị: Sở Giao dịch 2, VNI Thành phố Hồ Chí Minh, VNI Bến Thành, VNI Sài Gòn, VNI Tân Sơn Nhất, VNI Thành Đô tăng trưởng 88% so với cùng kỳ, vượt kế hoạch 28,4%. Sự tăng trưởng doanh thu cao trong năm nay sẽ làm tiền đề để các đơn vị thành viên khu vực phía Nam phát triển mạnh trong các năm tiếp theo. Cùng với sự nỗ lực, quyết tâm cao của toàn thể cán bộ nhân viên, sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các đơn vị thành viên, năm 2019, VNI có 29 trên 36 đơn vị thành viên hoàn thành kế hoạch kinh doanh. Chương trình 80 ngày đêm về đích đã thắp lửa đối với mỗi cán bộ nhân viên. Doanh thu mảng Bank Assurance tiếp tục thành công với mức tăng trưởng trên 50% so với cùng kỳ, góp phần thúc đẩy doanh thu của tổng công ty. Bảo hiểm tàu thuyền tăng đột biến, tăng trưởng 1.094% so với cùng kỳ với việc bảo hiểm cho các đội tàu chở dầu lớn. Nhóm bảo hiểm tài sản tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ, tăng trưởng 79%, hoàn thành vượt kế hoạch 29% so với kế hoạch đề ra. Năm 2019, lần đầu tiên, VNI đã hợp tác thành công với công ty tái bảo hiểm hàng đầu trên thế giới, công ty Hannover Re. Theo đó, năng lực đấu thầu, uy tín, danh tiếng và vị thế của VNI trên thị trường được nâng cao, tăng mức giữ lại của VNI trong các hợp đồng bảo hiểm. Trong đó, các nghiệp vụ bảo hiểm đều tăng mức giữ lại khoảng 30%. Sau 3 năm xây dựng phát triển kênh Bancassurance, năm 2019, VNI tiếp tục hợp tác thêm 2 ngân hàng Eximbank và Liên Việt Postbank, nâng tổng số ngân hàng liên kết lên 9 ngân hàng. Đây tiếp tục là kênh phát triển tiềm năng trong thời gian tới. Trong năm 2019, VNI cùng 4 doanh nghiệp bảo hiểm đã ký kết hợp đồng bảo hiểm hàng không, đồng bảo hiểm cho bảo hiểm đội bay, 16 máy bay Airbus của hãng hàng không Bamboo Airways, với mức trách nhiệm được bảo hiểm lên đến 750 triệu đô la Mỹ. Trong năm 2019, tiến độ giải quyết hồ sơ đã được cải tiến, tỷ lệ hồ sơ tồn dưới 10%, việc áp dụng ứng dụng My VNI đạt 70%, giúp đẩy nhanh tốc độ giải quyết bồi thường, nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng. Với phương châm lấy công nghệ thông tin là nền tảng cốt lõi cho sự phát triển hệ thống, năm 2019, VNI tiếp tục triển khai ứng dụng giám định bồi thường online My VNI trên toàn hệ thống, nâng cấp quy trình giải quyết bồi thường để rút ngắn thời gian và nâng cao chất lượng giải quyết bồi thường. Xây dựng, triển khai các sản phẩm bảo hiểm trực tuyến qua website ebhhk.com.vn và kênh bán trực tuyến qua Bancassurance qua website ebảohiem.bhhk.com.vn. Tích hợp và triển khai phần mềm quản lý phát hành hóa đơn điện tử áp dụng tại 5 công ty thành viên trên địa bàn Hà Nội. Đầu tư cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin và quản trị doanh nghiệp, đầu tư mua sắm thêm máy chủ trị giá 2,2 tỷ đồng. Ứng dụng hóa đơn, giấy chứng nhận bảo hiểm, hợp đồng bảo hiểm điện tử, mã QR code khi thanh toán phí qua tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử trực tiếp trên website, phát triển giám định bồi thường online, đẩy mạnh dịch vụ call center, giúp khách hàng mua bảo hiểm mọi lúc, mọi nơi. Với thành tích đạt được, VNI đã được nhận nhiều phần thưởng xứng đáng như cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội 2 năm liền, 2 năm liền thương hiệu mạnh Việt Nam. Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhận danh hiệu 100 doanh nhân tiêu biểu năm 2019, top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam, top 10 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ uy tín,
khẳng định nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ nhân viên. Bên cạnh các thành tích nổi bật trong hoạt động kinh doanh, năm 2019, VNI tổ chức các chương trình team building với chủ đề Khát vọng vươn xa với sự tham gia của hơn 300 cán bộ nhân viên khu vực Hà Nội, tổ chức giải bóng đá khu vực miền Nam, giao lưu thi đấu tennis với các đối tác, khách hàng, hiệp hội, tổ chức cuộc thi ảnh khoảnh khắc VNI, người đẹp VNI, Miss Photo VNI, tình yêu VNI, tổ chức vui Tết Trung Thu, đêm hội trăng rằm cho các con em cán bộ nhân viên. Ngoài ra, VNI cũng đã tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện hướng đến xã hội, cộng đồng như tặng 20 suất quà cho gia đình chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, tặng các suất học bổng quà tặng cho thầy và trò trường Lóng Sập, Mộc Châu, ủng hộ Quỹ vì biển đảo Việt Nam, tặng thẻ bảo hiểm trao học bổng tại Bắc Cạn, Hà Giang, ủng hộ chương trình Cặp lái yêu thương và tham gia giải chạy chuyển động cùng VTV24 cùng nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa khác. VNI và những con số ấn tượng 2019. Tổng tài sản 2.200 tỷ đồng. Đại gia đình VNI với 1.018 cán bộ nhân viên. Gia nhập câu lạc bộ doanh nghiệp bảo hiểm trên 1.000 tỷ đồng. Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Mạng lưới 36 công ty thành viên. Top 10 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ uy tín. Hợp tác 9 ngân hàng trong kênh Bancassurance. Cùng chung một mục tiêu duy nhất, top 10 năm 2020 và top 5 năm 2025 trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ. Bảo hiểm hàng không, vững niềm tin, chắc tương lai.